bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với những thông tin thú vị trong chuyên mục Bạn Có Biết. Hôm nay thì Thanh Điền sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về một đoàn cải lương nổi tiếng của Sài Gòn ngày xưa. Đoàn cải lương này nổi tiếng đến mức mà cái tên của nó trở thành một câu nói cửa miệng của người dân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Hà Trinh có thể đoán ra đó là đoàn cải lương nào không? Thật ra thì đoàn cải lương thì Trinh cũng đã nghiên cứu một ít nhiều những cái tên nổi tiếng ở Sài Gòn xưa. Nhưng mà thời gian qua đi thì có lẽ là thôi, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, chứ đừng có mà thanh minh thanh nga nữa. Không nhớ. À, Điền vừa mới nhắc đến đó. Thanh minh thanh nga. Thanh minh thanh nga là tên của một đoàn cải lương nổi tiếng của Sài Gòn ngày xưa. Và mặc dù bây giờ thì đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga không còn nữa, nhưng mà khi nhắc đến cụm từ Thanh Minh Thanh Nga thì những người dân ở Sài Gòn 30 năm trở về trước đều nhớ đến những vở cải lương nổi tiếng và một thời huy hoàng của đoàn cải lương này. Quả thật điều này cũng có lý, bởi vì từ cái thập niên 80 trở về trước thì Sài Gòn quả là một cái thỏi nam châm thu hút rất nhiều những cái đoàn cải lương danh tiếng trong cả nước. Và trong đó chúng ta có thể thấy là cải lương gần như đã hoàn toàn thống trị các sân khấu trong thành phố, vượt mặt qua cả nhạc tân thời. Đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga là một gánh hát cải lương tư nhân của gia đình bà Bầu Thơ và ông Năm Nghĩa. Và gia đình này khá là đặc biệt bởi vì vợ chồng con cái đều là những nghệ sĩ hàng đầu trong giới cải lương của Sài Gòn xưa. Có thể nhắc đến nghệ sĩ Năm Nghĩa là một nghệ sĩ cải lương tiền phong. Rồi bà Hoàng sân khấu miền Nam, nghệ sĩ Thanh Nga và nghệ sĩ Hà Bảo Quốc cũng là một người con của gia đình này. Thật ra thì nhiều người cũng thắc mắc tại sao lại có tên là Thanh Minh, Thanh Nga để chúng ta có một cái câu cửa miệng để mà phân trần như vậy. Thì Hà Trinh cũng được biết là bởi vì đoàn Thanh Minh được thành lập vào tiết Thanh Minh, nên có chữ Thanh Minh. Sau đó trong đoàn lại có một nghệ sĩ lương danh là Thanh Nga. Thế nên chủ đoàn mới quyết định là sẽ ghép hai cái từ Thanh Minh, Thanh Nga lại thành tên đoàn như bây giờ. Ngày xưa thì tứ trụ trong giới cải lương là bốn cái tên nổi tiếng, được sắp xếp theo thứ tự là nhất trưởng có nghĩa là kim trưởng, nhì thơ có nghĩa là bà bầu thơ, tam long có nghĩa là bầu long và tứ út có nghĩa là út trà ôm, ông vua vọng cổ của miền Nam. Và đoàn Thanh Minh Thanh Nga thì chiếm hết hai vị trí trong bộ tứ trụ này, đó là nghệ sĩ Út Trà Ôn và bà Bầu Thơ. Sở dĩ đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga nổi tiếng vang danh thời bấy giờ không chỉ là do họ có những cái vở diễn rất là đỉnh cao về chất lượng, nhưng mà bên cạnh đó thì họ còn có những dàn diễn viên danh giá và hơn hẳn là có một cách làm rất độc quyền. Là bởi vì ngày xưa lúc bấy giờ thì người ta chưa nghĩ đến cái cách làm là ký hợp đồng độc quyền, nhưng đoàn Thanh Minh Thanh Nga đã ký hợp đồng độc quyền với cả những diễn viên và cả rạp hát. Và thời bấy giờ thì rạp Nguyễn Văn Hảo được coi là thủ phủ của đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Rạp này cũng được một số những cái đoàn cải lương mới chọn để làm nơi khai trương biểu diễn cho những ngày đầu ra mắt công chúng. Coi như là lấy lại cái hên, đúng không? Và ông vua vọng cổ miền Nam là nghệ sĩ Út Trà Ôn thì cũng thành danh từ đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Và ngày xưa thì cái hợp đồng 2 triệu đồng bạc giữa Út Trà Ôn và đoàn Thanh Minh Thanh Nga là một kỷ lục mà không ai có thể xô ngã thời bấy giờ.